Quốc đã thông báo có thêm một trường hợp tử vong nữa do virus cúm gia cầm H7N9. Như vậy, tính đến ngày hôm nay, tại Trung Quốc đã có tổng cộng 63 ca nhiễm cúm AH7N9 được xác nhận, trong đó có 14 ca đã tử vong. Bên cạnh những thông tin đáng buồn về số người nhiễm và số ca tử vong liên tục tăng, thì hiện nay đã có những tín hiệu khả quan khi trường hợp nhiễm cúm AH7N9 đầu tiên ở Bắc Kinh đã có dấu hiệu lành bệnh. Bệnh nhân là bé gái 7 tuổi, có cha mẹ làm nghề buôn bán gia cầm. Nhờ phát hiện bệnh sớm và nhập viện kịp thời, chỉ sau chưa đầy một tuần điều trị tích cực bằng thuốc Tamiflu, đến nay em bé đã hoàn toàn bình phục. Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, đều cho kết quả âm tính với virus H7N9. Và qua chụp kiểm tra CT cho thấy bệnh nhân phục hồi rất tốt. Chiều nay, Bệnh viện Điện Đàn, nơi điều trị ca nhiễm cúm AH7N9 đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh, đã quyết định cho em bé 7 tuổi này được xuất viện vào ngày mai 17 tháng 4, trong khi cha mẹ em vẫn được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Thành phố Bắc Kinh hiện đang tiến hành nhiều biện pháp tích cực phòng chống bệnh cúm AH7N9. Bên cạnh công tác tuyên truyền, công khai các thông tin về diễn biến dịch bệnh trên toàn quốc, Bắc Kinh cũng chủ động sàng lọc bệnh nhân nhiễm cúm H7N9 ở những vùng có nguy cơ dịch cao, như những nơi tập trung chăn nuôi, giết mổ, buôn bán và vận chuyển gia cầm sống. Các cơ quan chức năng cũng đã thống kê có khoảng 600.000 người ở Bắc Kinh thuộc nhóm nguy cơ cao này. Việc ca nhiễm cúm AH7N9 đầu tiên ở thủ đô Bắc Kinh có dấu hiệu bình phục tốt và có khả năng ra viện trong một ngày gần đây, cho thấy việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời căn bệnh này là vô cùng quan trọng. Và khả năng để chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm này cũng đã có những dấu hiệu lạc quan. Việt Nữ, phóng viên thường trú Đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.